Xin kính chào quý khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Xe và Xu hướng, 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ là phần thông tin. Chuyên mục thời sự xe tuần này mời quý vị cùng theo dõi phần còn lại cuộc trò chuyện về công việc của đội tuần tra cứu hộ giao thông SOS hướng Nam. Phần cuối là chuyên mục thử xe, giới thiệu mẫu xe Honda Civic 2022. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Phú Thái Mobility, nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng duy nhất thương hiệu Land Rover tại thị trường Việt Nam, vừa công bố giá bán tiêu chuẩn dự kiến và sẵn sàng nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe Defender 130 mới, dành cho các tín đồ yêu mến dòng xe chinh phục địa hình từ thời điểm này. Theo đó, giá bán cho phiên bản cao nhất là hơn 7,6 tỷ đồng. Được ra mắt vào tháng 5 năm 2022, mẫu xe Defender 130 là sự bổ sung vào gia đình dòng xe địa hình của Land Rover. Tương tự như các phiên bản trước, biến thể thân xe 130 mới lấy cảm hứng từ mẫu xe có chiều dài lớn nhất trong danh mục và thừa hưởng tên gọi từ gia đình Defender nguyên bản. Kiểu dáng đặc trưng của Defender 130 được kéo dài thêm 340mm ở phía sau để mang lại không gian cho 3 hàng ghế cỡ lớn với cấu hình 2+3+3, cho phép chở lên đến 8 người một cách thoải mái vượt qua mọi địa hình. Đây là phiên bản cao nhất để thể hiện tất cả những tài năng của dòng xe Defender. Defender 130 sở hữu bản màu ngoại thất riêng, bao gồm tùy chọn độc quyền màu đỏ Sedona mới để làm nổi bật lên phiên bản 130. Ngoại thất có thể đi kèm gói ngoại thất sáng màu mở rộng Extend Bright Park bên cạnh gói ngoại thất sáng màu Bright Park hiện có, mang lại diện mạo ngoại thất độc nhất với toàn bộ vẻ dưới thân xe màu bạc Ceres nhám và tấm chắn gầm trước sau màu Chrome Noble. Công nghệ tân tiến trên Defender 130 mới được trang bị tiêu chuẩn màn hình cảm ứng PV Pro 11,4 inch. Chất lượng không khí bên trong mỗi chuyến đi được nâng cao nhờ tính năng làm sạch không khí nâng cao. Ra mắt trên Defender lần đầu tiên thông qua phiên bản 130 mới, được trang bị tiêu chuẩn và kết hợp công nghệ Nano TMX để giảm thiểu chất gây dị ứng và loại bỏ mầm bệnh, giúp giảm thiểu đáng kể mùi hôi và virus. Ngoài ra, tính năng quản lý CO2 và lọc bụi mịn PM2.5 mới giúp cải thiện môi trường trong khoang lái bằng cách giám sát không khí bên trong và bên ngoài và điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo hành khách luôn trải nghiệm chất lượng không khí tốt nhất hiện có. Defender 130 có các tùy chọn phiên bản động cơ điện hóa mạnh mẽ và hiệu quả, bao gồm các động cơ Ingenium 6 xi lanh lai điện nhẹ P300 và P400. Động cơ P300 mang tới sức mạnh và sự êm ái, trang bị động cơ Ingenium 3.0 lít 6 xi lanh và cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 8 giây. Mạnh mẽ và êm ái, động cơ P400 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 6,6 giây. Tất cả các xe Defender 130 đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh của Land Rover và hộp số tự động 8 cấp ZF được trang bị tiêu chuẩn. Mỗi xe Defender 130 đều có hệ thống treo khí nén điện tử với công nghệ thích ứng Adaptive Dynamics và hệ thống lựa chọn chế độ vượt địa hình Terrain Response tân tiến của Land Rover. Defender 130 mới được Land Rover Việt Nam phân phối 5 phiên bản, bao gồm các gối trang bị SE, HSE và X, đồng thời sẵn sàng nhận đơn đặt hàng tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống đại lý chính hãng và duy nhất Phú Thái Mobility trên toàn quốc. Thông tin và giá bán tiêu chuẩn dự kiến chi tiết cụ thể như sau. Xin chào quý vị và các bạn, tiếp tục trở lại với chuyên mục thời sự xe của chương trình Xe và Xu hướng ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình tuần trước mà chúng tôi đã có cái cuộc trao đổi khá là thú vị với anh Hoàng Anh đến từ đội tuần tra hỗ trợ giao thông SOS hướng Nam, là một đội tình nguyện hỗ trợ người dân khi tham gia giao thông gặp sự cố, cũng như là hỗ trợ để giúp cho những cái trường hợp mà gặp sự cố trên đường có thể đi cấp cứu do tai nạn giao thông vân vân. Cái hoạt động rất là ý nghĩa và nhân văn. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng tiếp tục câu chuyện này với anh Hoàng Anh. Một lần nữa rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình. Dạ, xin chào anh Thượng. Dạ, xin chào quý khán giả của chương trình Xe và Xu hướng. Cái thời gian mà các anh hoạt động nó có bó buộc vào một cái khoảng thời gian nào không, hay là 24/24 luôn? Thì hiện tại bây giờ là do là về nhân lực và tiềm lực của đội thì vẫn chưa mạnh, nên là đội có quy ước với nhau là cấp cứu tai nạn
thì bất kể thời gian nào mà người dân cần thì đội sẽ hỗ trợ. Còn về hỗ trợ về hư hỏng xe cộ thì đội sẽ hỗ trợ người dân khi mà bữa đó, lúc đó, thời gian đó trời mưa quá, đường ngập lụt thì đội sẽ hỗ trợ, hoặc là đội sẽ hỗ trợ vào cái khung thời gian cố định là từ 21 giờ đêm và tới 2 giờ sáng, vì cái thời gian đó là đa phần là các tiệm sửa xe người ta đều nghỉ hết. Nên là đội quyết định chọn cái thời gian đó để hỗ trợ bà con cố định. Và cái thời gian đó là anh em cũng có thể là dễ dàng sắp xếp công việc riêng, đúng không? Hiện nay cái công việc của mình chủ yếu là hỗ trợ cho xe máy. Ô tô thì như thế nào nhỉ? Hiện tại bây giờ thì đội hỗ trợ ô tô thì hỗ trợ những cái hỏng hóc cơ bản như là chết máy, hết bình, hoặc là hỗ trợ cho những chị em phụ nữ thay lốp xe. Chứ còn ngoài ra thì đội những xe tiên tiến bây giờ thì thường là phải sử dụng bằng chip để xử lý, nên là đội cũng không có dám liều để làm. Nó chuyên môn hơn đúng không? Dạ đúng rồi, chuyên môn hơn. Kỹ thuật nó cũng cũng khó hơn là xe máy, bởi vì với lại là cái xe máy thì nó người dân sử dụng xe máy vẫn nhiều hơn. Và xe máy thì mình sử dụng nó cũng có nhiều loại, tức là từ loại như anh nói hồi nãy là cái loại mà nó tàn nhất cũng có ha. Thì những cái trường hợp đó thì có thể là người tham gia giao thông đó họ không có nhiều điều kiện. Và những cái trường hợp đó mà khi mà gặp sự cố là họ rất là cần hỗ trợ từ các anh. Mình có nhận được những cái tín hiệu nào lạc quan hoặc là những cái đánh giá từ phía cộng đồng đối với những cái hoạt động của mình hay không? Dạ có, thì đa phần là người dân khi được hỗ trợ hoặc là người dân đi đường mà thấy đội đang hỗ trợ cho một người nào đó thì người ta cũng ghé mua nước, mua bánh rồi người ta quay lại người ta tặng cho đội. Hoặc là những người mà mình được hỗ trợ, những bạn trẻ người ta biết sử dụng mạng xã hội đó thì người ta lên trên fanpage của mình, người ta đánh giá, người ta chia sẻ cái thông tin của mình cho mọi người cũng rất là nhiều ạ. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn một chút, đó là cái lý do lúc ban đầu anh có nói là từ từ chính bản thân mình gặp những cái sự cố như vậy và nó khiến cho mình có cái ý tưởng để mình thành lập cái đội này, thì cụ thể nó là như thế nào? Thì cái lý do mà cụ thể là do là một người bạn của mình, là một bạn, người bạn gái đó là mất vì tai nạn giao thông trên đường, nhưng mà không có được sự hỗ trợ hoặc là cứu giúp của người dân xung quanh, nên là khi mà xe cấp cứu tới để đưa đi bệnh viện thì người bạn đó mất. Nên là từ đó mới thôi thúc mình là phải học tập kỹ năng và phải làm một cái gì đó để hỗ trợ những người bị tai nạn giao thông. Hoặc rồi từ đó mình mới thành lập Giao Hướng Nam. Mình đi học hỏi, nghiên cứu những cái kỹ năng và đi đăng ký học những cái khóa học kỹ năng. Sau đó thì mình về mình tập hợp anh em để mình làm thành một cái đội. Rồi mình học những cái kỹ năng sửa xe trên mạng để hỗ trợ thêm cho bà con ngoài những cái kỹ năng mà sơ cấp cứu. Thì hiện tại cũng được có cơ hội là các bạn, hiện tại giờ là các bạn nữ ở một số trường đại học mà có chuyên ngành điều dưỡng á, thì các bạn cũng biết đến đội và cũng đăng ký tham gia vào đội với vai trò là hỗ trợ cho bộ phận y tế. Còn cái đội cứu hộ là có thành viên nữ nào không ạ? Đội cứu hộ thì cũng có thành viên nữ, nhưng mà thành viên nữ thì sẽ làm một cái công việc khác nhẹ nhàng hơn, ví dụ như là cầm đèn dội cho mấy bạn nam làm. Một số bạn học ở trường đào tạo ô tô thì các bạn cũng có tham gia vào đội luôn, nên là hiện tại bây giờ là đa phần là anh em trong đội là đều có hai cái kỹ năng mềm cơ bản hết và có chứng chỉ về học nghiệp vụ hết. Và đặc biệt là một tập hợp những bạn trẻ, đúng không ạ? Cái độ tuổi của các bạn ở trong đội mình là khoảng tầm bao nhiêu?
Hiện tại bây giờ độ tuổi trong đội đó thì độ tuổi nhỏ nhất trong đội là 18 tuổi và độ tuổi lớn nhất trong đội là 42 tuổi. Thưa quý vị, rõ ràng như những gì mà anh Hoàng Anh vừa chia sẻ thì cái hoạt động này nó xuất phát từ chính cái kinh nghiệm từ bản thân của anh Hoàng Anh nói riêng cũng như là của anh em trong đội, là có những người họ đã gặp cái trường hợp đó và họ được hỗ trợ, xong rồi sau đó họ thấy cái công việc này quá là hay, cho nên là họ lại tình nguyện họ tham gia vào trong đội để đi hỗ trợ những người khác. Và lâu nay thì thưa quý vị, chương trình Xe và Xu Hướng lúc nào cũng giới thiệu những cái kinh nghiệm lái xe, những cái về thị trường vân vân, về xe mới vân vân. Hôm nay có một chút lắng động như vậy để giúp cho quý vị có thêm những cái thông tin cần thiết để khi mà mình tham gia giao thông mà mình gặp sự cố trong những cái trường hợp nào đó khó khăn thì mình có thể mình liên hệ đến đội SOS hướng Nam này, các bạn sẵn sàng hỗ trợ mình. Và đặc biệt hơn nữa, đây cũng là một cái việc làm thiện nguyện rất là nhân văn và cần phải nhân rộng hơn nữa. Trong tương lai thì theo anh thấy là mình có cần mình mở rộng thêm hoặc là mình cần phải có một cái gì đó để mà tiếp tục phát triển hơn nữa cái đội của mình? Kế hoạch trong tương lai thì đội vẫn sẽ phát triển nhân rộng cái mô hình mình ra, không những là ra các khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh mà ra cả những tỉnh lân cận, và triển khai cái mô hình này cho các địa phương, các tỉnh bạn để có thể lan tỏa được cái thông điệp giúp người. Như anh Hoàng Anh có chia sẻ thì đây là cái mô hình đầu tiên được bảo trợ bởi Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. Và theo tôi biết thì hiện nay cũng có một số nhóm họ cũng hoạt động giống như vậy, đúng không ạ? Ở trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên làm thế nào để mình có thể mình tạo được cái uy tín cũng như là tạo được cái tên, cái thương hiệu của mình để người dân họ có thể họ yên tâm khi mà họ muốn cái sự trợ giúp nào của mình. Và bên đội của mình thì mình có những cái cách để truyền thông, để quảng bá hình ảnh của mình như thế nào ạ? Thì thời gian đầu khi đội mới thành lập á, thì là cũng là gặp rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là về cái lòng tin của người dân, cái màu áo của đội thì chưa được người dân biết đến nhiều. Nhưng mà khi đó thì đội cũng không nản lòng, đội có kết hợp với lại các đơn vị đoàn thể của địa phương để hỗ trợ tuyên truyền đến từng người dân, tới từng khu phố, và có những hoạt động giao lưu với lại bà con để tăng cái nhận diện thương hiệu, tăng cái nhận diện màu áo của mình đến với bà con, để khi mà bà con có cần hỗ trợ thì bà con nhớ tới cái màu áo của mình. Và sau một thời gian hoạt động thì đội cũng được các đơn vị truyền thông, báo đài của thành phố và của cả nước đưa tin truyền thông đến mọi người, nên là từ đó cái màu áo của đội được mọi người biết tới và nhớ mỗi khi mà gặp sự cố. Anh Hoàng Anh có những cái chia sẻ gì để giúp cho quý vị khán giả, những người tham gia giao thông đó, đặc biệt là trong cái mùa mưa này, mùa ngập nước ở thành phố, mình di chuyển như thế nào để cho nó an toàn, và khi mà gặp những cái sự cố như vậy thì mình xử lý như thế nào, mình phải có những cái kỹ năng để xử lý như thế nào? Theo như kinh nghiệm bản thân của mình đó, thì khi mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong những mùa mưa và nước ngập như thế này đó, thì thứ nhất là người dân phải lưu ý là sử dụng mở đèn để báo hiệu cho những phương tiện khác biết là mình có lưu thông trên đường. Thứ hai là mình chạy xe với số nhỏ và điều ga. Thứ ba là mình khi mà mình vào khu vực nước ngập á, thì mình chạy theo cái tim đường. Mình cứ men theo tim đường mà mình chạy, và mình chạy phía giữa đường thì nó sẽ cao hơn, nó không bị ngập nước. Và thứ ba nữa là mình hạn chế việc chạy cặp hông xe lớn,
để tránh cái trường hợp nước nó văng vào làm mất phương hướng hoặc là tay lái của mình. Nếu như mà người dân tham gia lưu thông mà có gặp những sự cố như là chết máy khi mà băng qua nước thì mình cứ tháo bô ri và làm khô bô ri, thì cái đó là cái phương án đầu tiên. Còn những bạn nào mà không xử lý được thì có thể liên hệ tới đội hoặc là tìm những cái sự trợ giúp xung quanh mình. Ngoài ra thì nếu trong trường hợp mà mưa lớn thì mọi người có thể tìm những địa điểm nào đó để mình trú mưa, khi mà mưa nhỏ thì mình đi. Và đặc biệt là mọi người không nên tập trung trú mưa ở những cái tán cây cao hoặc là ở những mái hiên mà quá sụp sệ, thì nó sẽ dễ có nguy cơ tai nạn khi mà mưa bão gió giật. Như vậy là mình đã xây dựng được một cái thương hiệu uy tín, đúng không ạ, đối với người dân. Và hy vọng là trong thời gian tới nhiều người dân sẽ biết đến đội SOS Hướng Nam hơn nữa, bởi vì các cái hoạt động của các anh hỗ trợ rất là nhiều, hỗ trợ rất là nhiều cho những người tham gia giao thông. Vâng, một lần nữa cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Hoàng Anh. Và thưa quý vị, với những thông tin chia sẻ của anh Hoàng Anh đến từ đội SOS Hướng Nam, hy vọng là sẽ giúp cho quý vị có thêm những cái thông tin, có thêm những cái sự quan tâm, đồng cảm cũng như là chia sẻ. Và đặc biệt là khi quý vị gặp một cái sự cố nào đó mình không thể xử lý được, và trong cái trường hợp nào đó mà khó khăn, thì quý vị có thể gọi đến đội cứu hộ này, và các anh em sẽ sẵn sàng đến hỗ trợ để giúp đỡ. Và những cái thông tin của đội SOS Hướng Nam quý vị có thể dễ dàng tìm ở trên mạng, trên Facebook, đúng không ạ? Khi mình gõ SOS Hướng Nam là nó sẽ ra ngay. Và rất cảm ơn anh Hoàng Anh với những cái hoạt động rất là ý nghĩa của anh, và đặc biệt là ngày hôm nay đã đến để chia sẻ đến quý vị khán giả những cái thông tin vừa rồi. Thì xin chúc cho anh cũng như là đội SOS Hướng Nam của mình tiếp tục phát triển và lan rộng hơn nữa trên những nẻo đường của thành phố. Dạ, xin cảm ơn anh trưởng. Dạ, xin cảm ơn quý khán giả. Xin kính chào quý vị và các bạn, trở lại với chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu hướng tuần này. Thưa quý vị, trước mắt quý vị là chiếc Honda Civic thế hệ mới, thế hệ thứ 11, vừa được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 2 vừa qua. Và ngay sau khi nó được ra mắt tại Việt Nam thì rất là nhiều khách hàng quan tâm tới mẫu xe này, bởi ở thế hệ mới này Honda Civic có thiết kế rất là mới mẻ, trẻ trung và không kém phần sang trọng. Trong chuyên mục thử xe tuần này, mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi tìm hiểu cũng như là xem qua một số chi tiết về thiết kế ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc Honda Civic thế hệ mới này nhé. Mời quý vị. Chiếc Honda Civic mà quý vị đang nhìn thấy, đây là phiên bản RS, phiên bản cao nhất của dòng xe này. Giới thiệu tại Việt Nam thì Honda Civic có 3 phiên bản: RS là phiên bản cao nhất, phiên bản G và phiên bản E. Đối với phiên bản RS, phiên bản thể thao, phiên bản cao nhất, thì nó có một số điểm đặc trưng: cản trước cũng như là cánh lướt gió phía sau, rồi đuôi cá, gương chiếu hậu và tay nắm cửa được sơn màu đen rất là nổi bật. Mâm xe trên phiên bản RS này có kích thước 18 inch, lớn hơn so với các phiên bản còn lại. Nhìn chung thì thiết kế của các phiên bản Honda Civic ở thế hệ 11 này có cái sự mới mẻ, trẻ trung hơn, thể thao hơn và sang trọng hơn. Điểm ấn tượng đầu tiên khi mà quý vị nhìn vào chiếc Honda Civic mới đó chính là thiết kế với những cái đường gân dập nổi liền mạch từ đầu xe đến đuôi xe. Hệ thống đèn chiếu sáng ở phía trước được trang bị công nghệ LED, với cái đèn chiếu sáng ban ngày cũng như là cụm đèn chiếu sáng được trang bị công nghệ LED trên phiên bản RS. Riêng đèn chiếu sáng trên phiên bản G và E thì được trang bị đèn halogen. Một cái điểm mới, thiết kế mới, đó là gương chiếu hậu được
gắn ở trên cửa chứ không phải là trên cột A như thường thấy. Và gương chiếu hậu này cũng có chức năng gập điện tự động và tích hợp đèn báo rẽ. Thưa quý vị, Honda Civic mới có các cái kích thước xe cũng được tinh chỉnh, đặc biệt là nó được nới rộng thêm ở chiều dài cơ sở cũng như là chiều rộng cơ sở ở phía sau. Với việc mở rộng thêm các cái kích thước này thì cái chiếc xe nó sẽ mang đến một cái không gian, đặc biệt là phía bên trong cabin, không gian nó rộng rãi hơn. Hơn nữa, khi mà mình nhìn từ phía bên ngoài thì nó cũng mang đến một cái cảm giác to hơn, rộng rãi hơn đối với một cái chiếc xe như thế này. Đặc biệt là cái phần diện tích kính cũng được mở rộng thêm. Ở phía đuôi xe, thưa quý vị, trên phiên bản RS có thêm cánh lướt gió cũng như là anten vây cá. Hai chi tiết này thì trên phiên bản G và phiên bản nghe không được trang bị. Logo RS được trang bị ở phía đầu xe cũng như phía đuôi xe. Đèn hậu cũng được trang bị công nghệ LED. Chiếc xe này nó còn được trang bị cái ống xả đôi được đặt ở phía hai bên đuôi xe. Cốp xe cũng được mở rất là linh động bằng tay hoặc là bằng chìa khóa hoặc là bằng một cái nút bấm ở phía bên trong xe. Và như vậy chúng ta có một cái khoang hành lý rất là rộng rãi ở phía sau này. Ở đây thì còn có một cái lốp, một cái mâm dự phòng nữa. Và thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị cùng với tôi bước vào bên trong xe để chúng ta xem không gian bên trong nội thất của chiếc Honda Civic mới này nó được trang bị những cái tiện nghi gì và nó có những cái gì cải tiến. Mời quý vị. Thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị cùng với tôi khám phá không gian phía bên trong nội thất của chiếc Honda Civic thế hệ thứ 11 với rất là nhiều điểm mới, thưa quý vị. Trước tiên, về cái triết lý thiết kế, cái ý tưởng thiết kế nên cái khoang nội thất này của Honda là nó được lấy từ những cái định hướng thiết kế mới của Honda dành cho những cái mẫu xe mới sau này. Và đặc biệt hơn nữa là cái khoang cabin, khoang nội thất của Honda Civic cũng được lấy ý tưởng thiết kế theo cái phương châm là một buổi sáng tốt lành cũng như là lấy con người làm trung tâm. Đó là những cái ý tưởng nền tảng để các nhà thiết kế tạo nên một cái không gian nội thất cho chiếc Honda Civic thế hệ mới này. Trước tiên thì cái phần ghế ngồi, thưa quý vị, ghế ngồi trên Honda Civic mới nó cũng được thiết kế theo một cái cấu trúc mới, giúp cho người ngồi cảm thấy rất là thoải mái, ôm lưng của người ngồi. Cái điều này nó cũng giúp cho những cái hành trình dài, những chuyến đi dài, người ngồi ở bên trong xe cảm thấy thoải mái và đỡ mệt mỏi hơn. Vô lăng bọc da ba chấu tích hợp rất là nhiều phím chức năng, chế độ cruise control cũng như là cái chức năng hỗ trợ giữ làn đường, lấy chuyển số được tích hợp trên vô lăng. Một cái điểm rất là đặc biệt ở phần thiết kế trên bản táp lô của chiếc Honda Civic thế hệ mới này đó chính là một cái đường lưới tổ ong bằng kim loại. Thưa quý vị, nhìn rất là bắt mắt. Khi mà quý vị bước vào bên trong chiếc xe này thì quý vị sẽ nhìn thấy nó ngay. Và ẩn ở phía sau cái lưới tổ ong này đó là cái dàn lạnh hai vùng trên phiên bản RS này, nó nằm ở phía bên trong này. Bản táp lô trên Honda Civic mới không có quá nhiều nút bấm, thưa quý vị. Nó chỉ có đơn giản một số nút để điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh mức gió. Chiếc xe này thì được trang bị phanh tay điện tử cũng như là chức năng giữ phanh tự động. Quý vị có thể dễ dàng chuyển các cái chế độ lái, ba chế độ lái, chế độ Econ, chế độ Sport và chế độ Normal bằng một cái phím ở phía dưới cần số đây. Ngoài ra thì các cái hộc để đồ ở trên Honda Civic cũng được trang bị rất là nhiều. Ở ngay bệ trung tâm đây là có hai hộc để chai nước và một cái hộc để đồ cỡ lớn chỗ bệ tì tay. Cái hệ thống âm thanh với 12 loa Bose cao cấp, và có thể nói đây là một cái đột phá của Honda dành cho phiên bản Civic RS này. Với cái hệ thống 12 loa Bose này
thì âm thanh mang đến cho những người ngồi trong xe rất là tuyệt vời. Chiếc xe này thì được trang bị cái màn hình trung tâm theo dạng kỹ thuật số 10,2 inch. Riêng màn hình giải trí thì có kích thước 9 inch, được trang bị trên cả 3 phiên bản. Riêng màn hình trung tâm thì ở trên phiên bản RS nó có kích thước 10,2 inch kỹ thuật số, còn hai phiên bản G và E thì màn hình nó chỉ có 7 inch thôi. Ghế được trang bị trên phiên bản RS là ghế da cộng với một vài chi tiết là da lộn, còn trên phiên bản G và E thì chỉ được trang bị ghế nỉ thôi. Và ghế lái ở trên phiên bản RS còn được chỉnh điện 8 hướng nữa. Vô lăng cũng chỉnh điện 4 hướng, được bọc da pha những cái điểm nhấn là những cái đường chỉ màu đỏ đặc biệt, một cái điểm khác biệt ở trên phiên bản RS. Gương chiếu hậu bên trong xe có chức năng chống chói tự động và chỉ được trang bị trên phiên bản RS mà thôi. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này có thể gập lại 60-40 và nó thông hoàn toàn với cái khoang hành lý phía sau. Một cái điểm cộng nữa trên phiên bản RS này đó chính là cái sạc không dây. Cái tính năng sạc không dây này nó cũng chỉ được trang bị trên phiên bản RS mà thôi. Chiếc xe này cũng được trang bị cái chìa khóa thông minh. Và một cái điểm cũng rất là thú vị nữa thưa quý vị, nó có khả năng chống trộm cũng như là mã hóa. Đặc biệt là nó còn có chức năng khóa cửa tự động. Khi mà quý vị mang chìa khóa ra khỏi cái vùng cảm biến của chiếc xe thì chiếc xe nó sẽ tự động nó lóc cửa, chứ không cần mình phải bấm cái nút khóa cửa trên chìa khóa. Cũng rất là thú vị đúng không ạ? Đó cũng là một cái tính năng sức đặc biệt được trang bị ở trên cái chìa khóa thông minh của Honda Civic mới. Chiếc xe này nó còn được trang bị rất là nhiều công nghệ khác nhau. Từ Honda Connect được trang bị đặc biệt trên phiên bản RS cho đến Honda Sensing được trang bị trên cả 3 phiên bản. Những cái công nghệ này cũng như là những cái trải nghiệm về động cơ, khả năng vận hành thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị trong chuyên mục thử xe tuần sau. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Xe và Xu hướng tuần sau lúc 8 giờ sáng Chủ nhật trên kênh HTV7.